Em xin chào các bác, em ở bên Lương Âm Thanh, Lương Audio thì bên em thì chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke với rất nhiều những cái thiết bị khác nhau. Thì bác nào quan tâm về những cái sản phẩm này thì các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988 646 683. Thì thưa các bác là bên em có rất nhiều những cái chủng loại hàng khác nhau các bác nhé, rất nhiều những cái chủng loại hàng khác nhau, vang số, vang cơ, mic không dây, mic có dây, lưng tiếng rồi các thiết bị khác, loa, cục đẩy. Thưa các bác là hôm nay thì em muốn giới thiệu cho các bác một đó là một cái dòng vang vang cơ. Đây thưa các bác nhé, con vang cơ đến từ thương hiệu là PS Audio và mã của nó là con SV12, là một cái dòng vang cơ bán cực kỳ chạy ở trên thị trường, cực kỳ chạy ở trên thị trường. Thì cái dòng sản phẩm này đã có mặt ở trên thị trường rất là lâu rồi và rất nhiều những anh em quảng cáo và bán cái sản phẩm này. Thì đầu tiên đó là một cái thiết bị này nó giá nó rất là hợp lý, giá nó rất hợp lý. Thì đó nói về cái đồ điện tử mà khi mà nói chuyện những cái đồ đắt tiền mà nói hay thì không nói làm gì, vì đắt tiền mà nó rõ ràng nó phải hay rồi. Nhưng mà cái con này thì giá nó rất là rẻ, giá rất là hợp lý các bác nhé. Nhưng mà ngược lại cái với cái giá thành rất hợp lý, rất là rẻ đấy. Nhưng mà âm thanh của con này nó rất là hay. Đấy, vô cùng hay các bác nhé. Và đặc biệt nữa là rất dễ chỉnh, rất là dễ chỉnh. Và cái con này thì có rất nhiều những cái chức năng ở trên cái hệ thống này. Thì ở đây em sẽ lấy một cái sản phẩm ra để em nói chuyện, em thử cho các bác về cái chất âm của con này. Em nhắc lại đây là hàng chính hãng đến từ thương hiệu là PS Audio và mã của nó là SV12. Đó là một con vang cơ với rất nhiều những cái tính năng và chất âm hay, giá thành thì rất là hợp lý. Và hàng chính hãng đến từ thương hiệu là PS Audio. Và cái sản phẩm này thì bán rất là chạy ở trên thị trường các bác nhé. Ở đây em sẽ lấy một con ra và em sẽ demo giới thiệu cho các bác sâu hơn về cái sản phẩm này. Đây là bao bì đóng gói của sản phẩm này các bác này. Thì bao bì đóng gói của sản phẩm thì các bác sẽ nhìn thấy hình thức thì nhìn trông nó rất bắt mắt nhé các bác nhé. Thương hiệu là PS Audio, mã của nó là SV12. Đây là cái hình dáng cụ thể của nó ở mặt trước đây. Ở đây thì em sẽ mở cái sản phẩm ra để cho các bác biết cái phần bên trong sản phẩm ở đây. Bên trong sản phẩm thì sẽ có một quyển sách hướng dẫn sử dụng và một cái dâu, dâu này để bắt mà Bluetooth để các bác sẽ lắp ở phía sau con vang này. Một cái tô vít chỉnh. Cái con vang này thì các bác chỉ cần một cái duy nhất một cái tô vít này thôi là các bác có thể là làm chủ chỉnh được tất cả những cái chức năng của con này. Đấy. Đây là một cái dây nguồn điện. Và đặc biệt là khi mà mua cái sản phẩm này bên em nhé. Đây ạ, khi mà mua cái sản phẩm này bên em thì bên em sẽ kèm đầy đủ dây rắc cho các bác. Em sẽ kèm cho các bác là trong trường hợp mà các bác sử dụng với cả cục âm ly thì em sẽ tặng kèm các bác là hai sợi dây ca lông ra hoa sen này. Còn trong trường hợp mà các bác sử dụng với cục đẩy công suất thì em sẽ tặng kèm cho các bác là hai sợi dây ca lông hai đầu. Đây ca lông hai đầu để khi mà lắp với cả cục công suất âm thanh. Và một sợi dây AV, một sợi dây AV hàng chuẩn của Choi Sen các bác nhé. Tiếp đến là một sợi dây cáp quang loại dài loại tốt nha, hàng chính hãng các bác nhé. Sợi dây cáp quang đây ạ. Tiếp đến là một bộ rắc để các bác cắm với cả cái loa súp đấy ạ. Đây là một cái bộ rắc để các bác cắm với cả cái loa trầm, loa súp. Đấy thì khi mà có nghĩa là khi mà các bác mua cái sản phẩm này bên em thì bên em sẽ kèm đầy đủ tất cả dây rắc phụ kiện cho các bác. Các bác về các bác chỉ việc ráp mà thôi. Đấy. Đây là cái sản phẩm chính thì bây giờ em sẽ đưa cái sản phẩm chính ra ngoài ở đây. Đây là sẽ có một cái lớp mà bao bì độc bọc ngoài này. Đây thưa các bác thì em đã đưa cái sản phẩm chính ra ngoài đây. Thì mặt trước của nó là mặt nhôm màu đen các bác nhé, mặt phay nhôm màu đen. Đây ạ, mặt phay nhôm màu đen ở đây. Ở phía trên thì sẽ có hai cái tem. Và đây là cái tem kích hoạt bảo hành điện tử này các bác này. Đây có phần cào các bác nhé. Các bác cào cái phần này ra để các bác kích hoạt bảo hành điện tử. Còn đây là mã QR để các bác check cái hàng chính hãng. Còn đây là cái tem quảng cáo thương hiệu PS Audio. Đấy phần mặt trên. Bây giờ thì em cũng đưa cái sản phẩm này lên đây để các bác thử vào đây. Thì ở đây cũng tiện một cái đơn hàng bác khách bác đặt lấy cái con đẩy em đẩy đẩy P7000S các bác nhé. Đẩy hai kênh P7000S thì em cũng thử luôn ở trong cái video này. Ở đây thì đây là đường tín hiệu mà đưa xuống đẩy này. Đưa xuống đẩy, đây là hai đường tín hiệu dành cho loa trái và loa phải. Và đây là cái hai cái chiếc loa full thì em đã lắp vào cái con đẩy được rồi. Và thử vào cái hệ thống này thì em đang sử dụng một đôi loa full đến từ thương hiệu cũng là từ PS Audio. Vì bên em mà bên đại lý phân phối của PS Audio, đôi loa full bass 30 nhé, hàng mới bóc hộp đang bán là 7 triệu đôi loa này. Ở đây thì đây là đường loa trái loa phải này. Ở đây là dây nguồn vào này. Thì thưa các bác là cái con này, đây em sẽ lắp cái dâu anten Bluetooth vào nhé. Ở đây thì em đã lắp cái dâu bắt tín hiệu Bluetooth giao tiếp không dây với điện thoại. Thì cái con này thì nó có rất nhiều những cái chức năng, rất nhiều những cái tín hiệu đầu vào khác nhau. Công tắc nguồn ở phía đằng trước này, em sẽ bật công tắc nguồn lên này. Khi mà các bác bật công tắc nguồn lên thì phần phía trước cái phần màn hiển thị nó sẽ hiển thị lên cái thương hiệu là PS Audio ở trên cái màn hình hiển thị.
Thì với cái con này thì các bác chỉ cần duy nhất một cái tô vít thôi để các bác chỉnh tất cả những cái chức năng của con này. Đây ạ, có ba cái chiết áp chính ở đây, ba cái chiết áp chính là một cái chiết áp là hiệu ứng của tiếng mic này, tại hiệu ứng của tiếng mic. Đây là cái chiết áp thì hiệu ứng của tiếng mic. Tiếp đến là cái phần âm lượng của tiếng mic này. Thứ hai là âm lượng của tiếng nhạc ở đây. Đấy. Còn tất cả những cái chiết áp này là đây là cái chiết áp chỉnh về phần echo của mic này. Chiết áp này là chỉnh về phần equalizer của mic và cái chiết ba cái chiết áp này là chỉnh về equalizer của tiếng nhạc. Còn phần ở phía trên này thì các bác sẽ thấy ở đây nó sẽ có 5 đèn thông báo trạng thái. Đây là những cái trạng thái của đầu vào. Ví dụ ở đây là đang thông báo ở đèn xanh này là đường AUX1 này. Các bác sẽ ấn tiếp này sang AUX2 này. Đấy, đường này đường cổng quang hoặc là truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng các bác nhé. Thì thưa các bác là cái đường optical này, đây là cái đèn báo ở optical này là cái đường truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng. Thì các bác sẽ lấy ở trực tiếp ở trên những cái tivi, thì toàn bộ bây giờ đa phần thì các bác đang sử dụng những cái tivi thông minh ấy. Thì những cái tivi thông minh đời mới bây giờ là tivi mỏng bây giờ thì nó sẽ sử dụng cái đường tiếng là đường tiếng cổng quang học. Thì khi mà mua ở bên em thì em sẽ tặng kèm cho các bác cái dây quang học như này. Cái dây quang học này là cái dây mà truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng. Có nghĩa là cái dây này là không phải là nó làm bằng hợp kim kim loại các bác nhé, mà bên trong nó là một cái sợi thủy tinh tổng hợp, và trên cái sợi thủy tinh này nó sẽ truyền tín hiệu ánh sáng đấy, và trên cái luồng ánh sáng đấy thì nó sẽ có tín hiệu của âm thanh, thì nó sẽ lấy cái đường tín hiệu âm thanh từ trên tivi đời cao cấp bây giờ toàn bộ là sử dụng âm thanh ánh sáng này này, đó sẽ truyền từ trên tivi và vào con vang này. Thì ở trên bản thân con vang này nó đã có cái bộ giải mã tín hiệu quang học ở bên trong. Thì rất nhiều những cái bác mà khi mà chưa có những cái con vang mà có tích hợp cái chế độ giải mã tín hiệu quang học ấy, thì các bác muốn mới lấy đường tiếng ở tivi thì các bác phải cần qua một cái bộ giải mã hộp nó vuông vuông con ấy. Đây là cụ thể ví dụ như là các bác mà chưa có những cái con vang mà nó có tích hợp cái đường cổng quang này, giải mã tín hiệu quang bên trong ấy, thì khi mà các bác muốn lấy tiếng ở tivi mỏng thì các bác phải cần có những cái bộ giải mã như này. Đấy, các bác phải mua rời những cái bộ giải mã như này, chuyển đường tín hiệu quang học. Đây là đường tín hiệu quang học đấy các bác nhé, thành cái đường tín hiệu là AV đây thì các bác mới sử dụng được. Nhưng mà trên bản thân cái con vang này là cũng là một cái thế hệ vang đời cao, thành ra nó đã tích hợp sẵn, nó đã tích hợp sẵn một cái bo mạch giải mã tín hiệu quang học ở bên trong này rồi. Thành ra là các bác chỉ cần cắm một cái dây duy nhất là cái dây quang học từ trên con vang này lên tivi là các bác sẽ lấy được đường tiếng từ trên tivi vào con vang này. Và khi mà các bác sử dụng cái đường tiếng cổng quang học này các bác nhé, đường tiếng cổng quang học này thì âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Vì với cái đường tiếng cổng quang học này nó truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng ấy, thành ra nó không bị can nhiễu bởi những cái sóng âm, những cái sóng điện tử xung quanh môi trường. Thành ra là âm thanh của nó rất là sạch và rất là hay. Đấy, rất là hay các bác nhé, với cái đường cổng quang học này này. Đấy, thì bên trong cái con này nó đã có bộ giải mã bên trong rồi. Tiếp đến là cái đường BT đây ạ. Có chữ BT đây là các có cái nghĩa là đèn mà sẽ ấn cái công tắc này là công tắc mà chuyển những cái ngõ đầu vào, các bác sẽ ấn nhả chuyển với cái đèn BT. Đây là cái đèn BT là đèn màu xanh này. Thì cái đèn này nó thông báo cái trạng thái là Bluetooth, viết tắt của Bluetooth. Có nghĩa là con vang này nó có thể là giao tiếp không dây với cả điện thoại di động và những cái thiết bị mà có Bluetooth qua cái tín hiệu không dây, qua cái dây anten này, là dây anten Bluetooth các bác nhé. Thì đây là chế độ Bluetooth là giao tiếp không dây với những cái thiết bị có Bluetooth như là điện thoại di động, máy tính bảng. Đấy. Tiếp đến là các bác sẽ ấn nhả lần thứ tiếp, nó chuyển sang cái đèn USB này. USB này có nghĩa là cái con vang này nó sẽ đọc được những cái dữ liệu. Đây là em có một cái USB như này. Đây là một cái thẻ nhớ USB các bác nhé. Đấy, thì em sẽ lạp những cái bài nhạc hay, những cái bài nhạc yêu thích vào trong cái USB này, và em sẽ cắm vào cái cổng USB này. Thì trên cái cổng USB này nó sẽ đọc những cái dữ liệu nhạc ở trong cái USB này. Đấy, thì cái con vang này có rất nhiều những cái chế độ để chúng ta lựa chọn. Đấy, rất là nhiều nha các bác nhé. Chế độ đọc USB này, chế độ giao tiếp không dây điện thoại này, có giải mã tín hiệu quang học cắm thẳng lên TV này, và cái cổng mà cổng hoa sen đấy ạ. Đây là cái cổng hoa sen các bác nhé. Ở đây thì người ta đã bịt cái chấu cao su, các bác sử dụng thì các bác sẽ lôi cái chấu cao su này ra. Đấy, rất là cẩn thận luôn ạ. Đây là cái chấu cao su bịt. Đây là có hai cái đường cổng AUX, đây là cổng hoa sen, thì các bác sẽ chuyển đến AUX1 hoặc AUX2 nhờ cái công tắc input này. Đó. Và ở đây thì sẽ có ba cái công tắc ấn nhả tiếp, là cái công tắc này để chuyển chế độ chuyển bài ở trên cái USB này. Khi mà các bác đọc USB thì các bác sẽ dùng cái nút này để chuyển bài, chuyển qua chuyển lại các những cái bài hát. Và ở đây thì có một cái công tắc này là cái công tắc của cái bo mạch chống rú rít mic các bác nhé. Trong rú rít mic, trong trường hợp những các bác mà sử dụng ở những cái không gian hẹp mà khi mà chúng ta hát mà mic nó gần loa, hoặc là những chúng ta sử dụng những cái loa mà loa full hoặc là loa nó có nhiều loa tép ấy. Đấy, thì cái tiếng tép nó dư, nó bị rít mic, hoặc là nó bị dư tiếng bass thì nó bị ù mic. Đấy, nó ù ở bass ấy, thì các bác sẽ bật cái công tắc chống hú này lên. Thì với cái công tắc chống hú này là có tác dụng là nó sẽ ngăn chặn, nó sẽ giảm thiểu cái tiếng hú mic đó.
Thì trong cái trường hợp nó bị rít thì chúng ta mới ấn cái công tắc này, còn không bị rít thì chúng ta cũng không cần ấn. Đấy là bên trong cái con này nó đã có cái bo mạch chống rú rít mic. Và chút nữa thì em cũng tháo cái con này ra, để các bác biết cái quan sát ở bên trong cái cấu trúc linh kiện ở bên trong con này. Đây là mặt hiển thị nhá. Và cái mặt này khi mà có nhạc thì nó sẽ nháy theo nhạc đấy ạ. Khi mà chưa có nhạc thì nó sẽ hiển thị lên cái logo này, và khi có nhạc thì nó sẽ nháy theo nhạc. Ở đây thì em sẽ cắm cái USB vào để em sẽ đưa nhạc lên ạ. Ở đây thì em sẽ dùng cục đẩy này, em sẽ bật cục đẩy lên. Cục đẩy em để 12 giờ. Và ở đây thì các bác để ý là tất cả những cái phần equalizer nhé, equalizer của mic, của nhạc, của hiệu ứng em để hết hướng mặc định. Đấy, để hướng hết hướng mặc định, nhưng mà các bác nghe thì âm thanh nó cũng rất là hay rồi. Âm thanh nó cực kỳ hay ở đây. Ở đây các bác em sẽ bật lên ạ. Đây em sẽ bật một cái bài hát khác nhé. Ở đây thì các bác thì khi mà có nhạc thì nó sẽ cái phần đèn quắc này nó sẽ nháy đèn mưa, nó sẽ nháy theo cái hạt mưa. Đấy thì nó theo cái tiếng nhạc nó rất là đẹp ở đây. Nói tiếp với các bác là đây là cái rắc cắm mic ở phía trước này, hai cái lỗ cắm mic ở phía trước ở đây nó sẽ có tương đương với hai cái chiếc áp này. Để các bác chỉnh cái âm lượng của cái mic từng mic một. Và đặc biệt là với cái con này thì các bác chỉ cần một chiếc tua vít thôi là các bác có thể là chỉnh được tất cả những cái chức năng đấy ạ. Thì nhà hãng người ta đã kèm cho chúng ta một cái tua vít. Chỉ cần một cái tua vít này thôi các bác có thể là chỉnh tất cả những cái chức năng của con này. Nó rất là đơn giản, nó rất là dễ dùng. Đấy, nó còn dễ chỉnh hơn cả âm đi các bác nhé. Đấy là phần phía trước. Phần phía sau của con này, phần phía sau ở đây là gồm những cái đường tín hiệu vào và đường tín hiệu ra. Đường tín hiệu vào ở đây thì sẽ có hai cái đường theo đường hoa sen ở đây. Thì ở đây là người ta đã bọc cái chấu cao su bảo vệ ở đây. Các bác sử dụng thì các bác sẽ rút cái chấu cao su này ra các bác nhé. Đấy, cái chấu cao su này các bác sẽ rút ra. Ở đây là cái chiết áp để các bác khống chế cái đường âm lượng. Trong trường hợp ở nhà mà các bác có các trẻ nhỏ thì các bác sẽ dùng cái chiết áp này để khống chế cái đường mức âm lượng. Đấy. Thì khi mà khống chế cái mức âm lượng này thì khi các cháu nó vặn ở nhà có trẻ nhỏ hoặc là ai đó không biết mà vặn to cái chiết áp này kịch cỡ thì âm thanh nó chỉ đến cái mức mà chúng ta giới hạn thôi, thì nó sẽ bảo vệ loa. Thì đó là cái chiết áp an toàn này các bác nhé. Đấy là cái chiết áp an toàn bảo vệ loa. Đây là cái dâu mà thu phát tín hiệu Bluetooth này. Đây là đường tín hiệu quang học, đây là cái lỗ này để cắm cái dây quang nhé. Dây quang từ trên tivi xuống cái lỗ này này. Đấy thì con này nó có hệ thống giải mã luôn, lấy tín hiệu quang học. Và đây là cái đường mà đường dành cho cái loa súp. Các bác có loa super bass ấy, các bác cắm vào cái đường để tín hiệu ra đây. Thì hai cái chiếc áp này nó sẽ chỉnh, một cái là âm lượng của tiếng súp mà một thứ hai là cái tần số cắt súp là bao nhiêu nhờ hai cái chiếc áp này. Và tiếng súp của con này ra nó rất là hay các bác nhé. Tiếp đến đây là cái đường loa center. Đường loa center là đường loa trung tâm. Thì đường loa center này thì các bác có thể là chọn hai cái lựa chọn. Thứ nhất là loa center này nó phát nhạc, hoặc là loa center là phát mic. Nhờ cái công tắc này các bạn, cái công tắc đây này, các bác sẽ nhìn thấy chữ music và chữ mic này. Thì cái công tắc này các bác sẽ lựa chọn là cái center này, cái loa center này là phát nhạc hay phát mic. Và đây là chỉnh âm lượng của cái loa center. Và ở đây thì các bác sẽ thấy là hai cái đường này là hai cái đường dành cho loa trái loa phải. Đấy, dành cho loa trái loa phải đấy. Và đây là cũng là cái đường tín hiệu ra dành cho loa trái loa phải. Đấy ạ. Đấy, các bác có thể là lựa chọn giữa rắc ca lông, hoặc là các bác có thể là sử dụng cái rắc hoa sen ở đây. Đây các bác có rút cái chấu cao su này ra, các bác sử dụng hoa sen. Đấy. Và hai cái đường tín hiệu giữa rắc ca lông và rắc hoa sen này, đường tín hiệu ra như nhau các bác nhé. Nó là như nhau, nó chỉ khác về cái kết cấu rắc thôi, còn chất lượng tín hiệu ra là như nhau. Và đây là cái lỗ cắm mic nữa này. Đây là lỗ cắm mic, và đây là hai cái lỗ cắm mic cái đường rắc ca lông. Đấy thì rất là đa năng cho các bác lựa chọn theo rắc 6 ly hoặc là rắc ca lông ở đây. Và đây là âm lượng để giới hạn cái âm lượng của mic, để trong cái trường hợp mà chúng ta ở ngưỡng an toàn để khóa, sợ các cha ở nhà mà các có những cái cháu nhỏ vặn cái chiết áp của mic to kịch cỡ thì chúng ta đã giới hạn cái âm lượng đây, thì nó chỉ đến cái mức chúng ta giới hạn thôi, nó an toàn cho thiết bị của chúng ta, cực kỳ là hay ở trên cái thiết bị này. Thì em tổng kết lại thì đây là một cái con vang cơ đầu tiên, đó là giá thành cực kỳ hấp dẫn. Và sau cái giá thành hấp dẫn đấy, đó là một cái chất âm vô cùng là tuyệt vời các bác nhé, vô cùng là tuyệt vời. Thì đây là một cái con vang, em đánh giá là một cái con vang mà chúng ta lên đặt vào trong cái sự lựa chọn đầu tiên. Nếu mà các bác quan tâm về cái giá thành hợp lý và thứ hai nữa là cái chất âm hay, thì con này là một cái sự lựa chọn đứng đầu các bác nhé. Ở đây thì em bắt đầu em sẽ thử cho các bác cái chất âm. Thì đầu tiên là các bác để ý cho em là cái phần equalizer của tất cả mic của nhạc em để hướng là 12 giờ hết, hướng mặc định. Rõ ràng khi mà chúng ta chỉnh thêm nữa thì âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Nhưng mà ở đây thì em sẽ để hướng mặc định để các biết là để ở cái hướng mặc định chúng ta chưa chỉnh cái gì cả mà thế âm thanh nó đã rất là hay rồi. Và ở đây thì em sẽ đọc bằng cái USB để thử cho nhanh. Đấy, thử cho nhanh. Ở đây thì em sẽ tăng cái, và cái phần con đẩy này thì cũng là một đơn hàng của một bác khách. Em đang để hướng 12 giờ và đang thử một đôi loa full giá là 7 triệu mới cứng bóc hộp của PS Audio, và loa full bass 30.
Ở đây em sẽ đưa cái tiếng nhạc lên và các bác sẽ nghe cái tiếng nhạc nó rất là sáng tiếng và cái tiếng tí tách của loa nó rất là hay luôn ạ. Đây em sẽ bật lại từ đầu. Em sẽ bật lại từ đầu. Nghe cái tiếng tí tách của loa rất là hay luôn các bác nhé, nghe cái tiếng tí tách rất là hay luôn. Đây các bác nghe thấy là khi mà chúng ta vẫn để cái hướng mặc định của con vang thôi nhưng mà âm thanh của nó rất là sáng tiếng. Đặc biệt là cái tiếng tí tách, tiếng kẽo két của loa, tiếng nó rất là sáng và rất là hay. Đấy, và cái tiếng bát các bác nghe và tiếng bát cũng rất là ấm tiếng và rất là giòn tiếng, rất là hay các bác nhé. Thì ở đây thì vừa rồi là em đã test cho các bác cái phần cái chất âm về phần tiếng nhạc. Tiếp đến bây giờ em sẽ thử cho các bác cái tiếng mic của con này. Và các bác lưu ý đây là tiếng mic ở đây thì vẫn để hướng tất cả những cái hướng này là hướng mặc định của phần equalizer của mic cũng như của nhạc để hướng mặc định hết. Nhưng mà các bác sẽ nghe cái tiếng mic ở đây nó rất là phê luôn các bác nhé. Và thử ở đây thì em lấy một cái mic ở bên em là đang bán cái mic này là 580.000 một cái mic có dây. À, dây dẫn của nó là dài 6m các bác nhé. Cái mic này cũng bán nó rất là chạy. Đó, mic có dây là đơn giản là một cái mic có dây mà rất là rẻ tiền thôi. Nhưng mà các bác thấy nghe cái con vang này qua cái con vang này âm thanh nó rất là hay luôn. À, thưa các bác đây thì em sẽ thử cho các bác cái tiếng mic này. À, tiếng mic đây các bác tất cả những cái chip áp để hướng mặc định các bác nhé. Chưa chỉnh bất kỳ một cái gì cả. Nếu mà chỉnh thì sẽ hay hơn rất là nhiều. Lên 6 và tiếng mic nó rất là nhạy luôn các bác nhé. Tiếng mic cực kỳ nhạy, cực kỳ nhạy với cái sự sáng tiếng, rất là sáng tiếng, rất là rõ tiếng và nhạy tiếng. Alo 6 7. À, các bác sẽ để ý hộ em là khi mà em alo có nghĩa là chúng ta cũng không cần hát, khi mà thử mic thì các bác sẽ nghe cái phần alo của người chỉnh. Thì các bác đã biết cái phần alo là nghe nó sáng tiếng, nó rõ tiếng. Đó mấy cái thứ hai là cái phần ấm của tiếng nó của mic nó tốt. Thì các bác biết được là cái chất âm của mic nó tốt và thứ hai nữa là cái con vang này là âm thanh của nó rất là hay và đặc biệt nữa là nó không bị rú rít mic. À, mặc dù chúng ta đang sử dụng cái loa full và đứng rất là sát loa các bác nhé. Alo 6 7 1 2 6 7 1 2 6 7. Alo tiếng rất là hay luôn này. Alo 6 tiếng ấm rất là tốt các bác nhé. Alo alo 6 alo 6 alo 6 7 alo 6 7 alo alo 6 7 alo 1 2. Và đặc biệt nữa là cái phần vừa rồi thì cái phần alo và tiếng sáng, tiếng rõ thì rất là tốt rồi. Và đặc biệt là các bác quan sát cái phần vang nhại, có nghĩa là phần hiệu ứng của tiếng mic thì các bác thì tiếng hiệu ứng của tiếng mic nó rất là mềm các bác. Hiệu ứng nó rất là mềm và rất là quyện mic, thì khi mà các bác hát cái phần hiệu ứng như vậy thì nó rất là quyện vào tiếng hát của chúng ta. Alo 6 hiệu ứng rất là quyện rồi ạ. Alo 6 7 alo 1 2 alo 6 7 alo 1 2 6 7 lần alo alo 6 7. Phần tiếng ấm rất là tốt luôn các bác nhé. Và bây giờ em sẽ bật cái phần chống hú mic lên và em sẽ đứng gần loa hơn để em thử cho các bác biết là cái phần chống hú mic của con này rất là tốt. À, thì thưa các bác là con này thì em đã thử rồi và cái chống rú rít của mic nó cực kỳ là tốt. Đây các bác sẽ thấy là em sẽ đứng sát loa luôn ạ. Đây em sẽ đứng sát loa và em thử tiếng mic này. Alo 6 7. Các bác có thể loa full nhé. Loa full phát 30 mình đứng rất là sát, rất là sát loa, cách loa độ khoảng 1 mét thôi. Nhưng mà âm thanh nó tiếng mic rất là rõ, rất là nhạy nhưng mà không bị rít mic. Alo 1 1 1 2 6 7 1 2 lần lần 6 7 rất là xa loa luôn. Alo 6 7 và các bác nghe thì cái phần âm thanh nó rất là nhạy, rất là sáng tiếng. Alo 1 alo 6 7 1 2
1 2. Đấy thì vừa rồi là đã thử cho các bác cái phần chất âm của con này, vô cùng là tuyệt vời, tiếng nhạc rất là hay và tiếng mix rất là hay. Và đặc biệt là nó hay ở cái chỗ là chúng ta chưa chỉnh cái gì mà âm thanh nó đã như vậy rồi, mà chúng ta chỉnh thêm nữa thì âm thanh nó còn hay hơn nữa rất là nhiều. Đó, rất là hay ở cái chỗ như vậy. Ở đây thì em sẽ bật lại cho các bác cái tiếng nhạc và các bác sẽ nghe lại một chút tiếng nhạc, và bây giờ em sẽ sau đó em sẽ mở cái ruột ra để các bác biết cái phần cấu trúc bên trong. Tiếng rất là phê các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ tháo máy ra để các bác biết về phần, em sẽ tắt hết điện đi. Mà các bác lưu ý là khi mà mua sản phẩm ở bên em thì các bác hoàn toàn được phép tháo ốc máy ra để kiểm tra cái cấu trúc bên trong. Thì cái sản phẩm này ở trên thị trường các bác lưu ý là sẽ có những cái sản phẩm hàng nhái, thì khi mà các bác mua thì các bác đặc biệt lưu ý là hãy chọn những cái cơ sở mà uy tín để các bác mua, để tránh việc mua phải hàng nhái, hàng giả. Và bây giờ thì em sẽ tháo bên trong ra để các bác biết được cái cấu trúc ở bên trong cái sản phẩm này nó như thế nào. Đấy, thì việc đầu tiên chúng ta phải rút cái dây điện nguồn ra, đó là cái việc quan trọng nhất. Đấy, tránh cái trường hợp mà gây điện giật hoặc là cháy chập ở bên trong. Và bây giờ em sẽ tháo cái sản phẩm này ra các bác nhé. Ở đây thì em sẽ tháo cái sản phẩm này ra các bác nhé. Đây các bác sẽ thấy hàng chính hãng của PS Audio, và mã của sản phẩm này là con SV12 các bác nhé. Ai quay sát vào đây xem nào. Đây em đã tháo hết ốc ra sản phẩm đây. Ốc các bác thấy ra ốc đấy. Tiếp đến ở đây thì em sẽ tháo lên. Đây. Đây là cái lock trên của sản phẩm các bác nhé. Lock trên của sản phẩm đây. Và ở đây thì các bác sẽ quan sát ở bên trong linh kiện của sản phẩm đây. Thì các bác để ý cho em ở đây thì nó kín mít linh kiện ạ. Kín mít linh kiện. Sản phẩm của chúng ta ở đây thì các bác sẽ nhìn ở bên trong là nó ở cái phần phía trong thì cái mạch ấy thì nó đã che kín hết cái phần ở bên trong, ruột ở bên trong, rất nhiều linh kiện các bác nhé. Thì đầu tiên đó là em giới thiệu cho các bác, đó là cái bo mạch chống rú rít mic. Đây là cái bo mạch chống rú rít mic. Cả một cái bo mạch này là chỉ có nhiệm vụ là chống cái rú rít mic thôi. Thành ra là cả cái bo mạch to này mà cái nhiệm vụ là chống rú rít mic, thành ra cái vấn đề chống rú rít mic của này nó rất là tốt. Cực kỳ tốt. Đấy, các bác có thể là hát rất là gần loa nhưng mà nó không bị rú rít mic nhờ cái bo mạch chống rú rít mic này. Tiếp đến là ở đây thì các bác sẽ thấy ở đây là phần nguồn. Ở đây em sẽ tháo cái bo nguồn này ra các bác nhé. Đây là cái bo nguồn này. Và cái bo nguồn này được nó được bao bọc bởi một cái tấm kim loại, để tránh cái trường hợp là nó xung nhiễu từ trường, từ cái biến áp, nó sẽ ảnh hưởng đến cái mạch xung quanh. Đây em sẽ tháo lốt cái phần cái bảo vệ cái bo nguồn này ra. Ở đây thưa các bác thì em đã tháo cái phần tấm kim loại bảo vệ cái phần biến áp nguồn. Thì các bác để ý cho em, đây là cái biến áp này là biến áp nguồn cơ. Và cái điện áp ra đây các bác nhé, điện áp ra đây. Và cái biến áp ở nguồn thì con này nó sử dụng nguồn điện áp nó rất là nhỏ thôi. Thành ra là đối với cái cục nguồn này thì nó đã là rất là to so với cả cái mức ăn điện của cái này. Cái sản phẩm này nó chỉ ăn điện 12V, 5V và 12V các bác nhé. Thì đây là cái đường điện 220V vào, thì các bác thấy người ta sử dụng những cái chấu cao su để bọc những cái đường điện này rất là cẩn thận đây. Đấy, các bác sẽ đều thấy được những cái chấu cao su xung quanh này, bảo vệ rất là tốt. Và đây là đưa vào cái công tắc nguồn chính của chúng ta này, công tắc nguồn chính. Sau đó là điện 220 nó sẽ đưa được vào cái biến áp nguồn này. Sau đó nó sẽ sang cái nguồn bên thứ cấp này. Đó, sau đó thì nó đưa vào đây, và cái mạch này là mạch lắn. Ở đây nó sử dụng một con diode cầu để lắn cái dòng điện và đưa sang cái tụ này. Đây là hai cái tụ lọc sau khi mà cái điện xoay chiều đấy các bác nhé. Đây là điện xoay chiều này, đưa vào tụ lọc. Sau đó nó sẽ biến thành điện một chiều và đưa vào tụ. Đây là hai cái tụ này, các bác sẽ nhìn hai cái tụ lọc này rất là to các bác nhé. Hai cái tụ lọc rất là to. Và cái thông tin của tụ ở đây ạ. Cái thông tin ở tụ ở đây là em sẽ đọc cái thông tin của tụ. Đây các bác, đây có ba con tụ, trong đó có hai con tụ to mà một con tụ nhớ. Thông tin của tụ là 25V và 2200mA. Đấy, một thông tin của tụ. Đấy, với cái chỉ số âm mili đây ạ. Milo đây 2200 microfarad. Đấy, cái chỉ số điện dung của tụ, xin lỗi các bác, đấy là cái chỉ số điện tung dung của tụ, và cái điện áp chịu đựng của nó là 25V. Và ở đây thì sẽ có hai con IC ổn áp các bác nhé, hai con IC ổn áp dòng điện. Sau khi mà được lọc bởi cả hai cái tụ này, nó sẽ đưa vào con IC này để mà chúng ta ổn áp cái dòng điện. Đấy thì các bác có thấy hai con IC này thì nó miếng tản nhiệt nó rất là to đây, làm mát cho IC làm việc. Sau đó thì nó sẽ đưa những dòng điện đấy để nuôi những cái linh kiện này. Thì toàn bộ những cái con ở đây thì các bác thấy là rất nhiều những cái linh kiện dán.
Thì là con này là con mạch đời cao, mạch đời cao và nó sử dụng những cái IC, những con chip đời cao là chip chip dán. Thì cái con này là phần echo các bác nhé. Phần echo thì nó phần hiệu ứng của tiếng mic ấy, thì nó sử dụng hai con chip to này. Đấy. Thì với hai con chip to này nó tạo thành cái hiệu ứng là echo sister. Đối với một số những con khác thì nó sử dụng một con thôi, nhưng mà con này nó sử dụng hai con, thành ra là có hiệu ứng echo sister, nó đuổi từ loa trái sang loa phải thì âm thanh tạo thành âm thanh vòm, tiếng nó rất là hay. Đấy, với hai con IC tạo âm thanh echo này. Và đây là một loạt những cái IC mà giải mã tiếng khác nhau đấy ạ, rất nhiều những IC giải mã tiếng. Ở đây là những cái chip xử lý cái đường tín hiệu, đây ạ, rất là nhiều chip luôn ạ. Và đây là hai cái dơ le bảo vệ cái đường tín hiệu, trong cái trường hợp mà có cái trục trặc gì xảy ra thì hai cái dơ le này nó sẽ ngắt không cung cấp cái đường tín hiệu ra cái phế công suất âm thanh để bảo vệ cái thiết bị của chúng ta, hoặc là ví dụ như cái phế công suất âm thanh nó có trục trặc gì thì cái con này nó ngắt, nó bảo vệ nó không bị xông ngược sang những cái thiết bị của chúng ta. Đấy là cái dơ le bảo vệ các bác nhé. Đây là hai cái dơ le màu đấy, bảo vệ màu vàng này. Và nói chung là con này thì các bác sẽ nhìn thấy rất là nhiều linh kiện. Ở phần phía đây thì các bác sẽ thấy một con chip này. Con chip này có nhiệm vụ là nó sẽ giải mã đường tín hiệu đấy ạ, hai con các bác nhé. Giải mã đường tín hiệu Bluetooth đấy ạ, giải mã đường tín hiệu Bluetooth qua cái dây Bluetooth sẽ đưa về và nó giải mã đường tín hiệu Bluetooth. Và nó sẽ đưa vào đây thì trên cái mạch vi xử lý này thì nó sẽ giải mã một lần nữa và nó sẽ đưa xuống những cái mạch khuếch đại đệm ở đây. Khuếch đại đệm về và xử lý phần echo ở đây. Các bác sẽ thấy là dây dẫn ở đây người ta làm nó rất là chắc chắn qua những cái rắc như này. Đấy, các em sẽ rút một cái rắc đây. Các bác thấy cái rắc đấy. Đấy, rất là chắc chắn ở đây. Đấy, và cắm lại, nhìn trông nó rất là hiện đại và rất là chắc chắn. Đó là dây rắc. Và phần chiết áp ở đây các bác nhé. Các bác để ý em đây một loạt những cái chiết áp này là những cái chiết áp mà kín, gọi là chiết áp kín. Và những chiết áp này là chân kim loại, nó rất là chắc chắn các bác nhé. Chiết áp chân kim loại rất là chắc chắn đó. Thì với cái chiết áp kín này thì nó sẽ rất là bền. Với những cái chiết áp hở thì sau thời gian thì bụi vào và nó sẽ bị cái trường hợp là oxy hóa. Nhưng mà cái con này là chiết áp kín thì nó rất là sạch sẽ và nó rất là bền theo thời gian. Rất nhiều những chiết áp đấy. Và những cái chiết áp này là những cái chiết áp mà sister đây. Các bác sẽ nhìn thấy rất nhiều những cái chân chiết áp sister. Đây là bên này một loạt những cái chiết áp nữa và những cái đèn báo về cái đây nữa các bác thấy là chiết áp kín này. Hai cái chiết áp màu xanh là chiết áp chỉnh về cái mic nhá. Là chiết áp kín. Và đây là cái bo mạch hiển thị đó. Đây là cái bo mạch hiển thị và cái thông tin số ở cái đấy đây. Đây là cái bo xử lý tín hiệu hiển thị ở trên cái đèn hiển thị đây, đèn thị nháy theo nhạc đây các bác nhé. Đấy, thì các bác sẽ quan sát ở bên trong thì cái mạch này thì cực kỳ đảm bảo, rất nhiều linh kiện đấy ạ. Để xử lý cái phần âm thanh thì rõ ràng với nhiều linh kiện này thì âm thanh của chúng ta rất là đảm bảo và cái độ bền rất là cao các bác nhé. Thì ở đây thì em sẽ kết thúc video tại đây và em nhấn mạnh với các bác đây là một cái sản phẩm mà con vang cơ đời cao, có đầy đủ tất cả những cái tính năng cần thiết nhất bây giờ, những cái tính năng đời mới nhất bây giờ như là giải mã tín hiệu quang học này, giao tiếp không dây với cả điện thoại với cả máy tính bảng qua chế độ Bluetooth này đó, và đọc được cả dữ liệu USB này. Tiếp đến là cái màn hình hiển thị thì nó sẽ có nháy đèn mưa theo nhạc thì nhìn trông rất là vui mắt. Và hàng chính hãng đến từ thương hiệu là PS Audio và mã sản phẩm này là con SV12. Và cái nhấn mạnh ở đây đó là giá thành con này nó rất là hấp dẫn, giá thành rất là rẻ. Nhưng mà sau cái giá thành rẻ đó là cái chất lượng hàng rất là ok, âm thanh nó rất là hay. Thì đây là một cái sản phẩm em đánh giá là một cái sản phẩm mà khi mà các bác lựa chọn mua một cái sản phẩm vang cơ thì con này là một con đứng đầu trong cái sự lựa chọn của các bác. Đầu tiên nó rất là giá thành rất là rẻ, thứ hai là cái chất lượng rất là ok, rất là hay. Đấy, và đặc biệt nữa là nó rất là dễ chỉnh. Đấy, vừa rồi thì em để hướng mặc định thôi, không cần chỉnh cái gì cả mà các bác thấy âm thanh nó rất là đạt rồi, rất là hay rồi. Mà khi mà chúng ta tham gia là chúng ta chỉnh nữa về phần equalizer thì âm thanh nó sẽ còn hay hơn rất là nhiều các bác nhé. Đấy, thì em giới thiệu để mua nhanh về cái dòng sản phẩm này. Thì bác nào quan tâm về cái dòng sản phẩm này thì các bác sẽ liên hệ với bên em. Các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683 thì bên em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác. Và với cái con vang này các bác nhé, có con vang này thì các bác sẽ lắp được vào tất cả những cái thiết bị âm thanh ở gia đình. Ví dụ như các bác lắp vào cục đẩy cũng được này, lắp vào những cái con âm đi. Đặc biệt là cái con vang này thì bên em bán rất là chạy trong cái trường hợp mà các bác đang sử dụng những cái bộ dàn, những cái con âm ly như này. Các bác đang sử dụng những con âm ly như này mà bây giờ cái âm ly rõ ràng cái âm ly cái phần hiệu ứng tiếng của âm ly của nó không được hay. Và nhiều con âm ly chúng ta sử dụng lâu ngày rồi, lâu thời gian nó lâu rồi thì những cái chiết áp này để chúng ta vặn nhiều khi nó cứ sột xà sột xẹt ở loa. Thì có nghĩa là những cái chiết áp và cái phần equalizer của âm ly nó không hay, nó bị hỏng. Thì chúng ta sẽ bỏ cái phần equalizer của âm ly đi và chúng ta chỉ sử dụng cái vế công suất âm thanh của con âm ly thôi. Biến cái con âm ly thành một cục đẩy.
và chúng ta lắp cái con vang vào để xử lý tiếng tiếng và đưa xuống cái con âm ly này để khuếch đại đưa ra loa, biến cái con âm ly này thành một cục đẩy, thì đó là một cái âm thanh nó vô cùng tuyệt vời và cái cách nâng cấp cực kỳ hữu ích cho các bác. Rất rất nhiều, em nhấn mạnh là rất rất nhiều bác là đã mua cái con vang này về để lắp cái âm ly, biến cái âm ly cục đẩy và khẳng định với các bác là âm thanh nó sẽ hay hơn hẳn luôn. Nó sẽ hay hơn hẳn trong cái trường hợp mà các bác sử dụng âm ly. Và đặc biệt là khi mà nâng cấp như vậy thì chúng ta vẫn tận dụng được những cái âm ly của chúng ta. Đấy, và cho được cái chất âm nó sẽ hay hơn rất là nhiều trước. Và đặc biệt nữa là có rất nhiều những cái bác mà đang sử dụng những cái bộ dàn âm thanh như này các bác nhé. Đang sử dụng những cái bộ dàn âm thanh này. Những cái bộ dàn âm thanh này rõ ràng là không thể hát karaoke được. Và không có chế độ bắt Bluetooth, không có giải mã tín hiệu quang học. Thì khi mà lắp con vang này vào thì chúng ta có thể là hát karaoke ngay trực tiếp những cái trên những cái bộ dàn mà nghe nhạc như này. Chúng ta có thể là giao tiếp Bluetooth này, giải mã tín hiệu quang học và rất nhiều những cái chế độ khác, biến cái bộ âm thanh này thành những cái bộ âm thanh hiện đại hơn, hát karaoke được. Đấy, thì đó là cái lợi ích khi mà chúng ta mua cái con vang này. Giá thành hấp dẫn và thứ hai là rất nhiều những tính năng hay, âm thanh sẽ đưa ra các bác là âm thanh nó hay. Cảm ơn các bác, em xin chào các bác ạ. Các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683 các bác nhé. Và các bác khi mà theo dõi video của bên em thì các bác nhớ nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em. Cảm ơn các bác, em xin chào các bác ạ.